Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ giải khối Racy cơ mạch. Cái khối Racy cơ mạch này nó có 12 cái mạch, nhưng mà thật ra nó tương đương với lại cái con cervicopter này. Thì bạn thấy ở đây có một cái cạnh hình vuông, góc vuông ở giữa nè, với lại cái viên có cái màu màu đồng ở đây. Thì hai viên này nếu mà ghép lại thành một á thì nó giống như mà một cái cánh hoa nhọn của cái viên này. Cho nên bốn cái ở đây nó chụm lại đây, cái tâm chính giữa, cái tâm là cái lỗ, thì đây cái lỗ này nó chụm lại đây. Rồi cái cạnh này bạn thấy hai màu, thì khi mà mình đã kéo cao lên thì thành chớp này, mà đập dẹp cái này ra thì nó thành cái miếng này, thì một màu này là cái cạnh này. Còn đây là cái góc, cái góc thì là đây à, nó có 6 cái góc, 8 cái góc, 1 2 3 4, ở dưới 4 nữa là 8, thì nó cũng có 8 cái góc ở đây, 1 2 3 4 5 5 6 7 8 đó, nó y chang con này thôi. Sau khi mình ghép được cái viên này với nhau thì coi hai viên là một thì y chang viên này. Cho nên là mình đã làm một cái clip giải cái viên Racy Comet này tương tự cái viên này, nhưng mà cái góc quay nó hơi xấu. Cho bây giờ mình sẽ làm lại một cái clip mới và sẽ giải theo một số cái phương pháp nó gần gần giống, nhưng mà nó nửa giống nửa không. Chứ tại vì khi á mà mình giải giống cái viên này á thì mình phải tưởng tượng cái viên này ra ra cái viên này, cho nên nhìn nhiều khi nó cũng khó. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu một số cái công thức ở trên cái viên này. Con này thì cái chỗ này nó mất cái cơ màu trắng ha, màu đen này là màu trắng, thì để mình kiếm một cái màu cho nó ở đây. Thì bạn thấy để như vậy ha, cái tâm là nhọn đây, bốn góc nè, hai góc trước, hai góc sau, hai góc trước, hai góc sau. Thì mình dùng cái công thức này, mình quay theo dòng đường này như con này 3 lần. Con này phải quay 6 lần tại vì cái góc, cái cạnh này phải lật. Bây giờ cái này mình chỉ quay 3 lần thôi. Quay xung quanh đây. Đây ha. À khoan nữa. Trước khi nói con này mình sẽ mô tả nó một chút. Thì cái viên này nếu mà bạn xoay thì bạn xoay 180 độ từ đây qua đây. Đó. Góc này nó qua góc, tâm này nó lên tâm. Còn nếu như bạn xoay nửa chừng á thì nó tạo ra cái tình trạng lởm chởm, xoay lên đây, đó. Bạn thấy lởm chởm nè. Giống như cái viên này bạn xoay 180 độ thì nó như vậy. Còn bạn xoay nửa chừng thì nó như vậy, đó. Rồi bạn xách cái con ở kế bên. Bạn quay lên thì nó tạo ra lởm chởm đây. Đây là tình trạng lởm chởm mà nói đây, đó. Bạn không thấy rõ thôi, đó. Rồi, trả lại. Còn nếu mà bạn quay hai viên á thì nó có cái hiện tượng là châm lên, đó. Châm lên đổi nhau nè. Thì con này cũng vậy, dù mà đưa này lên, đưa này lên, đó, châm lên, tại nó dẹp ra cho bạn khó khó tưởng tượng ta, đó. Rồi, bây giờ mình sẽ nói về cái góc. Thì tương tự như cái con cervicopter thì góc của nó nếu mà mình xoay một vòng á, bốn vòng, ba vòng thì nó sẽ lật đây ha, một 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 hai 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 hai. Bạn thấy góc này còn y nguyên nè, góc này nó lật một cái, góc này lật một cái, góc này nó lật một cái. Giờ mình quay ngược lại cho nó lật lại ha. Một 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 hai 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 ba 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 ba, đó đó là góc. Bây giờ mình có một cái cách lật góc nữa là mình lật hai góc này, hai góc trước mặt ở đây là F R L và sau là B,
ở đây là trên F R L B R L một lần nữa F R L B R L. Bạn thấy mấy con y nguyên, có hai con này nó bị lật. Màu vàng này lật xuống, màu vàng này lật xuống. Giờ lật lại mình có thể quay lại mình lật. Mình lật xuống đây thì màu vàng nó về lại như cũ. F R L B R L lần nữa F R L B R L đó, đó là lật. Mình nói xong các bạn là công thức lật ba góc và công thức lật hai góc. Bây giờ mình sẽ có cái công thức là di chuyển ba góc. Góc này sẽ ra đây, góc này qua đây, góc này lại đây, góc này y nguyên. F E L F E R F E L F E R. Đó, mình thấy góc y nguyên này. Góc góc bên này nó chạy qua đây, góc bên này chạy lên đây, góc bên này chạy qua đây. Mình có thể làm ngược lại. F R F L F R F L nó giữ nguyên cái góc này, nó chạy ba góc này, vân vân. Bạn có thể dùng biến đổi, biến tới biến lui làm sao đó cũng được. Rồi, cái đó là bạn có thấy cái công thức này ở trên cái viên này mình đã làm rồi. Rồi bây giờ mình giới thiệu cho bạn một cái công thức đổi hai viên nữa. Bây giờ mình đổi viên đỏ này qua đây, viên đỏ này qua đây ha. Bằng cách là châm lên hai lần. Đưa này lên, à, góc này đây. Đưa góc này qua đây. Quay 180 độ. Trả về. Trả về. Rồi. Thì mình châm lên hai đường này, góc này mình cần này, góc xuống đây, góc này xuống đây, châm lên, trả về, trả về, quay lại. Bạn thấy không, đỏ xám bên này, đỏ xám xanh bên này nó nhảy qua bên này, đỏ xanh hồng, đỏ xanh cam bên này nó nhảy qua bên này. Đó, đó là những cái công thức về góc. Thì mình giới thiệu sơ để các bạn dễ thấy. Và nó còn một số cái kỹ thuật nữa, chúng ta sẽ làm từ từ. À, còn thêm một kỹ thuật nữa. Ví dụ bạn thấy để chẵn 3 này, cái góc đang nằm chính giữa. Bây giờ mình xuống xuống lên lên tại cái chẵn 3 này, nó sẽ đẩy góc này ra ngoài. Và nó đưa một cái góc, có cái màu, cái góc là cái tâm á, nó có cái màu đồng lọt vào trong. Xuống, xuống, lên, lên. Đó, bạn thấy nó tách ra. Cái góc ở trong này lọt ra đây. Tương tự mình đem góc này lọt ra lại nè. Bây giờ mình cắm xuống gì ha? Mình cắm xuống gì thì hai cái miếng này nó sẽ giữ nguyên. Cắm xuống, 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 lên, lên, đó, nó vào lại. Thì lát nữa mình sẽ dùng cái thủ thuật này liên tục để mình đem ra và đem vào các cái viên. Rồi sau khi chúng ta đem bồ lên thì chúng ta sẽ giải nó. Bước đầu tiên, cho bước số 0 đi, là chúng ta phải quay nó lại cho nó thẳng thớm. Bây giờ nó đang méo mó lưng nè. Quay nó lại. Quay nó lại thì dễ thôi. Các bạn mò mò nhìn nhìn nó thấy à. Này. Quay này lại. Quay này lại. Rồi. Chúng ta đã làm xong cho nó thẳng thớm trở lại cái hình dạng ban đầu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi ghép những cái viên này với nhau. Nó thành từng cặp như thế này. Rồi đem nó ra ở ngoài cái chấm này, cái chỗ mà lõm vô nè, đem ra ngoài. Bây giờ mình coi cái nào có sẵn không. Mình kiểm tra hết thảy là 8 góc. 1, à đây có 1 cái nè.
đây là gốc màu đồng, nó nằm ở trong gốc này, mình phải đem nó ra ngoài. Cái chỗ này đang là rác này, mình đem ra ngay chỗ này để cho cái này lọt vô. Đem ra chỗ này thì nó coi như là an toàn, nó không bị hở ra nữa. Xuống, xuống, lên, lên. Cho nên nếu nó nằm trong đây là bạn xoay một cái là nó có thể nó hở ra nè. À, cái con này đang là đúng mà, con này đang đúng. Giờ mình phải đem nó đi cái chỗ nào đó để mình đem nó ra. Đây, chỗ này rác này, xuống, xuống, là, đó. Rồi mình coi còn cái viên nào như vậy nữa, mình đem ra ngoài hết. Thì mình kiểm tra 8 góc. Góc này có không? Không. 2, 3, không. 4, không. Góc kia. 1, 2, 3, 4, không có. Không có cái màu đồng mà nó có cùng cặp. Thì bây giờ chúng ta xong công việc đó, bây giờ chúng ta sẽ ghép. Chúng ta kiểm tra ở trong này có cái góc nào mà có cái màu đồng á, chứng tỏ là nó ở ngoài ngoài tâm, nó đi lọt vô. Còn nếu như không có thì bạn coi này ở ngoài bạn đem nó ngược vô. Bây giờ có nè. Có đây là xám và xanh. Thì mình đi cái màu, tìm một cái màu xám xanh, cái cạnh xám xanh để mình ghép. Mình giữ cái tay đây nha. Xám, xám tím, xám xanh không phải, xám xám xanh lợt này nè. Đâu rồi? Tự nhiên kiếm không ra. Đây, xám xanh lợt này. Vậy mình đem cái gốc này nó về đây, nó về ngay chỗ này ha. Đem qua đây rồi từ này lên. Khi mình đưa vào thì nếu may mắn á, thì chúng ta sẽ khớp luôn. Còn này không may mắn nó sẽ bị lệch như thế này. Nhưng mà bạn để ý nếu như mà nó trùng một cái màu á, thì ở đây nó trùng màu xanh này, thì mình để nó nằm ở trên vậy à, để nằm ở trên, quay mặt lên trên. Nó có hai dạng, một là bên phải và hai là bên trái. Cái này là nó nằm ở phía bên trái của cái viên này à, mà nằm ở phía bên phải. Cái màu đồng mà nằm ở bên phải thì tao chỉnh bên phải, đem cái màu đồng này, góc màu đồng này xuống như này đó. Rồi đem cái cạnh muốn chỉnh nhích qua một bước đó, làm không có phải quay 180 độ mà quay 90 độ thôi đó. Lát nữa mình muốn cái này xuống đây để mình ghép vô trong đầu này. Hồi nãy bên đầu này phải không, mình ghép lại đầu này. Vậy thì đem cái này qua bên, né qua đây, đem cái góc né qua. Rồi đem con này xuống chỗ này, quay xuống đó. Rồi đem con này trở lại, đem cái góc trở lại, góc màu đồng trở lại. Các bạn thấy không? Nó trùng màu nè, không? Rồi mình trả lên lại trên. Hồi nãy mình từ đây mình nhích qua, bây giờ mình từ mình nhích lại đó. Rồi cái động tác này nó hơn một cái là nó đẩy con này ra ngoài này luôn, ra ngoài cái đỉnh này luôn, cái tâm này luôn, cho nên mình khỏi cần phải đẩy ra. Rồi mình làm tiếp. Ở đây có xám, mình coi góc ở trong mà có màu đồng là mình làm thôi. Xám, cái này màu xám hay màu trắng? Màu xám với màu tím, tím đậm. Kiếm xám với tím mà. Tím đậm, tím đậm. Đây, ở dưới này. Ở dưới này thì mình đem qua đây. Đem qua đây. À, rồi đi lên. Bây giờ mình phải trùng một cái nữa, mình quay lại nè, để cho màu cái mặt trùng á nó quay lên trên. Đó, bây giờ là cái tình huống là nằm ở phía tay trái nè. Rồi bây giờ mình muốn làm tương tự như hồi nãy, mình làm phía tay trái, đem này xuống. Nhích này qua. Rồi, nó xuống đây đúng không? Nó xuống đây thì con này phải ra ngoài đây đứng đợi. Rồi đem xuống. Đem vào. Đó, trùng tím xám. Trả lên. Hồi nãy nhích qua, giờ nhích lại. Nó đẩy ra ngoài tâm luôn. Rồi tiếp tục kiếm. Có không? Đây, có màu đồng. Xanh và cam. Kiếm xanh cam. Cam xanh. Đây, cam xanh đây. Giờ mình đem con này qua bên này. Ở đây bạn cũng có thể đem một vòng qua đây, thì đem qua bên này rồi đem lên. Rồi bạn có thể dùng một cái kỹ thuật nữa là mình châm lên qua. Đây.
xuống. Đây, xuống, xuống. Rồi, đem qua đây qua. Chỉnh lên qua cho nó lẹ được đó. Trả lại, trả lại. Bạn thấy nó ghép vô luôn rồi nè. Đó. Có thể chùm lên qua nếu bạn nhìn ra được cái đường đó. Rồi bây giờ mình đem nó ra, đem ra đây đây, cái này rác nè, đem ra. Thì cái kỹ thuật này chùm qua thì bạn cần phải phải kiếm cái chỗ rác để xuống xuống lên lên để đẩy cái đầu này ra ngoài, xuống xuống lên lên đó. Đây nó đây. Giờ tiếp tím và cam ta cứ ghép như vậy cho tới hết. Tím cam đây. Rồi mình đem tím cam này lên đây. Rồi. Cái trường hợp này chúng ta thấy không có màu nào nó được trùng hết thì bạn đem xuống, bạn đi một vòng là nó sẽ lật một cái. Bây giờ mình đem xuống đây mình đi vòng qua gì thì nó lật xuống gì, còn bạn đem xuống đây mình đi vòng ra bên này thì lật qua gì, thì muốn mình muốn nó lật qua gì để trùng màu tím ha. Thì mình đem xuống, mình giữ cái tay đây làm cái đỉnh này để bạn biết cái đầu là trên đầu là dưới, đem xuống nè. Rồi đem qua điền dòng. Tím hồng tím cam à, tốt cho này. Rồi quay lên coi nãy mình đi lộn đâu à, nó chưa vô, chưa vô, mình đi lại lần nữa, nãy mình đi nhầm các bạn, nó lại phải quay qua bên này chứ. À, đi lại mình thuận bên tay trái ở tay phải hơn, tay này đây là. Lần này vô nó trùng luôn à, giờ mình đem nó xuống 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 lên lên à, có được một cặp nè. Đây, có không? Không có. Đây tím lợt với lại vàng 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 vàng, kiếm cái vàng nữa á. À, này vàng lợt chứ, vàng đậm, vàng đậm, vàng đậm với tím. Không con vàng nữa nè, tuốt như này. Rồi mình đem nó xuống đây à, nó trùng màu thôi, mình châm nó qua đây, châm nó qua đây rồi nó trùng màu không trùng mày thôi, thả là rồi trùng luôn, trùng rồi nè. Lấy nó ra đây, xuống xuống lên lên. Rồi đây có nè, hồng với xanh, đây bị lật màu thì mình đem điền vòng xuống. Quay lại à, trùng màu hồng rồi nè. Thì mình làm cái thủ thuật kia, đem xuống đây né, nhích lên, đem ra đây né, đem xuống để hứng, đem về. Rồi có rồi, trả về, nhích lại à, ra ngoài luôn. Rồi tiếp có không? Không, không. Đây hồng và vàng, hồng xanh, hồng xanh, hồng vàng đây, đem lên. Rồi lật vòng tới nơi, đem lên đó, làm tương tự, đem xuống
nhích lên, đem ra né, đem xuống hấn, đem vô hấn được, đem về, nhích ra, rồi ta được đỏ xám, một đỏ đây, đỏ xám đây, đem ra, chưa trùng màu, đem ra, chạy một vòng. Màu đỏ, để màu đỏ ở trên, đem xuống, nhích ra, đem ra, xuống hứng, trả vô, hứng được đem về, nhích ra, rồi ta được đỏ xám. Giờ kiếm tiếp trắng tím lợp, à, nó nằm đây, nằm đây luôn, khác màu, đem điền vòng, lên, đó, làm tiếp, đem ra, nhích lên, né ra, đem xuống, đem vô, hứng được rồi, đem lý về, nhích ra. Tiếp tục tím xanh, tím đậm và xanh đây, cái này tím lợt đây, đây không phải xanh, xanh khác, xanh sáng này, xanh này xanh khác đây, nó nằm đây rồi. Quay tới không trùng màu, đem ra điên vòng, đem ra, à, trùng màu rồi, nhích xuống, đem lên, né ra, đem xuống, đem ra xong. Tiếp không có, không có, đây có hồng trắng đây, hồng trắng đây, rồi trùng được màu hồng. Rồi, giờ phía bên trái đem xuống, nhích lên, né ra, đem xuống hứng, ráp vô, đem lên, né ra. Rồi. Ta được trắng hồng. Rồi tiếp. Đây có không, không, không. Có. Tím lợt và xanh. Tím lợt và xanh. Đây. Tím lợt xanh lá. Trùng luôn, trùng luôn thì kiếm đường đẩy nó ra. Giờ kiếm đường hơi mệt rồi, giờ ít rồi, kiếm đường ra cực quá nè. Đây. Rồi, đâm xuống đây. Xuống, xuống, lên, lên, xong. Rồi tiếp, xanh với hồng, xanh lợt với hồng,
Có rồi. Đây, nó đây. Đem qua. Đem qua. Đem lại. Chưa trùng màu đem xuống. Xoay dọc. Đem lại. Rồi, vô luôn. Kiếm đường đẩy ra. Mình quay sao nó ra luôn đây. Cái màu. Nãy mình gắn cái màu gì quên à. Đây đây nó còn ở đây. Nhìn lộn màu. Giờ kiếm đường ra khó quá. Kiếm hoài không thấy. Ủa, cái chỗ này sao? Sao giờ muốn lấy con này ra mà không kiếm được chỗ, lấy chỗ này sao đi qua đây. Lấy ra mà không kiếm được đường ra. Mình châm qua luôn. Kiếm không ra, chân linh qua khỏi để kiếm này. Chân qua đây, chân này cũng không được, nó lọt ra ngoài. Kiếm đường ra mà kiếm hoài không ra. Nó tự nhiên kiếm không được ta. Có những lúc chúng ta bị cái tình trạng như vậy. Chùm lên này. Chùm lên này. Đó. Đây, đặt xuống đây. Chùm đến lại qua đây, số số là đó. Rồi. Giờ chúng ta tìm lại coi con cặp nó chưa xong. Không có, không có, không có, không có. Rồi, lật lại. Không có, không có, không có. Không có, vậy là xong rồi. Giờ bây giờ mình sẽ kiểm tra lại 6 cái tâm coi nó đủ cặp hết chưa. Tâm đầu tiên ha, một cặp, hai cặp, ba cặp, bốn cặp, rồi đủ rồi. Ở đây. 1 2 3 4 đủ. 1 2 3 4 đủ. 1 2 3 4 đủ. Rồi ở dưới. 1 2 3 4 đủ. Rồi, vậy là chúng ta đã xong bước thứ nhất, đó là ghép cái
cái tâm. Bây giờ là chúng ta sẽ giải. Bạn có thể chọn cách giải giống như con này. Đem một mặt lên. Rồi xong cái đem góc vô. Rồi giải từng cái bên này. Bữa mình làm như vậy rồi, mà làm vậy thì thấy hơi chán. Rồi bây giờ mình sẽ làm theo kiểu khác. Mình làm theo cái đường đường dọc này. Rồi mình làm cái dấu cộng. Giờ màu trắng. Trắng hồng. Có trắng tím à, vậy lên luôn. Đó. Trắng tím ở đây. Vậy đây là trắng xanh. Đây, trắng xanh quay lại. Đừng để ý tới góc, để ý tới hai viên này thôi. Qua đây. Xanh với tím. Xanh với tím mà nó nằm ở đây, nó không nằm trên đường thẳng này, vậy mình phải châm nó qua. Châm con mà đây, nó muốn về đây thì mình châm qua đường nào. Mình châm qua đường này. Lên này. Lên này. Châm qua. Thả xuống. Rồi, mình quay lại cái chỗ của mình nè. Đây không phải, đây tím, xanh. Xanh tím vô chưa? À, nó lọt qua bên này rồi. Con này muốn vô đây thì phải đổi với con này. Đổi con này thì đổi với con này. À, đổi đây. Châm qua. Đem qua. Rồi, đem về thôi. Đó, tím. Tím xám. Tím với xám. Tím xám đây. Nó nằm méo quá nữa, nó nằm không nằm trên đường thẳng, buộc lòng chúng ta phải châm tiếp. Con này muốn vô đây thì phải vô đi đối diện với nó. Con này với nó thì đối diện với con này là con này, thì mình châm với con này. Đây, châm lại. Đem về. Đem về. Rồi, ở đây là xám với xanh lá. À, có lá luôn, đem vô. Xanh lá với tím lợt là xong một vòng. Xanh lá với tím lợt. Tím lợt đây. Còn tím lợt nữa đây. Giờ phải châm vô. Tím lợt đây muốn qua đây thì phải đối diện với con này. Còn không thì phải đối diện với con này. Để coi. Tím lạc xanh. Mình quay nó qua bên này đi. Cần vô đây. Tiếng là xanh. Đem lại. Phải xanh này em ta. À đúng rồi. Đem lại. Rồi châm qua. Trả lại. Trả lại. Rồi tiếng là xanh nhiều. Đó. Được một vòng. Rồi ta làm vô cộng cho mình chỗ ngay cái trắng. Cái trắng thì xanh trắng này qua đây. Vì tới tới lui lui lọt qua thôi, né ra, trả lại đó, tim xanh. Vậy là xanh đỏ đây có rồi, quay lên luôn.
đỏ xám. Con nào lại đúng à? Này trả lại đỏ xám, đỏ xám nằm đây. Vậy con này muốn nhảy vô đây sẽ coi kiếm đường chùm để mà xuống đây thôi. Không được, cho nó vô đây nha. Chém gì con này. Rồi đây, chém gì con này. Bao nhiêu? À, sở hư con này, vậy là phải tới đó. Tới lùi. Đó, để không hư hai con hai bên. Rồi con trắng này nãy mình quay đi mình quay lại trở lại. Đây, kiểm tra lại nè. Rồi kiểm tra đường này xám xanh, xám xanh đây muốn vô đây thì phải chùm chùm con này đây, chùm qua cái đường này. Hồng trắng con cuối cùng, hồng trắng, hồng trắng nằm như này vậy mình châm qua đường này đi. Đây trả lại, trả lại đó. Rồi mình kiểm tra lại cái dấu thập của mình, xanh tím nè, xám nè, xanh. Rồi trở lại quay qua đây, xanh đỏ nè, đỏ nè, xanh hồng. Rồi xong, vậy chúng ta còn một đường nữa, đường này nữa là chúng ta hoàn thành. Bây giờ con học làm con đỏ đây, bắt đầu từ đỏ đây. Giờ con đỏ xanh này nó muốn qua đây, vậy thì mình phải làm tới tới lui lui. Tới tới lui lui để bảo đảm mấy cái con kia nó không có bị hư, bảo đảm mấy con bên này nó không bị hư. Rồi giờ đỏ cam, đỏ cam nằm đây. À, bị hư con này vậy mình nhích nó qua đây. Rồi mình tới tới đây, tới tới lùi lùi. Rồi trả lại. Tiếp cam xanh, cam xanh nó nằm ở dưới này vậy phải châm rồi. Cam xanh lên đây thì có thể đổi với con đối diện đó, đối diện là châm với con này. Nó bị sai hai con này nè, rồi lát mình kiếm cách mình đổi nó lại. Rồi đem nó vô, con này tới đây, đẩy con này tới đây, tới tới lùi lùi. Rồi, con này nó vô đây luôn. Vậy mình lấy con này mình đẩy vô đây, con này sẽ lọt vô đây. 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 Lùi. Lùi. Đó. Tím vàng. À, vàng với hồng.
Bạn Hồng nằm ở đây. Vàng hồng nằm đây. Tôi muốn vàng hồng nó vào chỗ này. Vậy thì mình châm nó qua cái mặt nào? Vàng hồng. Mình châm với con đối diện đó. Châm vô. Châm xuống. Bây giờ chỗ này ta bị hư cái chỗ này. Giờ mình cứ làm xong cái này đi là tính nha. Đây. Vàng xanh châm vô. Ủa châm vô không được. Đây đây, vàng xanh lên đây. Vậy châm vô đường này. Châm vô cái đường này thì nó trả lại luôn cái con xám này. Đúng không? Đó. Rồi, ta kiểm tra đường đỏ này. Đường đỏ. Rồi, đường đỏ hoàn thành. Rồi mình kiểm tra lại mấy cái hai cái đường kia của mình. Đó, nó bị hư nè. Đây. Đỏ hồng lọt qua đây. À, xanh xanh trắng hồng lọt qua đây và trắng xanh lọt qua đây. Vậy mình coi cái đường nào nó bị sai nữa mình sửa nó lại. Đây cũng bị sai. Bị sai để mình sửa cái đường này có cái dễ hơn không? Con này vô đây, con này văng ra đây, con này lại đây, trúng được con này. Tới. Tới. Lùi. Lùi. Đây. Hai con này. Mình cũng bị sai. Rồi, mình quay lại con trắng mình coi. Trắng nó bị sai đường này. Giờ mình sẽ cần một cái bước đệm để mình đẩy nó qua. Một con, hai con, ba con sai, con này cũng sai. Tím, tím cam này qua đây, xanh này qua đây. À, tím cam này nó lọt tốt bên này, à đây, tới đây. Con này sẽ tới đây, con này sẽ lọt ở đây, tới, tới, lùi, lùi, đây, cái đường này xong, à, rồi, còn lại cái đường này, ở đây có hai con sai thì phải có một con sai nữa, ở đây, cái đường này sai. Cái đường này sai thì do nó chùm hai cái con này với nhau cho nên hai con này nó lọt qua lọt lại nè. Giờ mình mà chùm ngay cái đường này nữa thì nó quay về. Mình lấy hai con này lên chùm.
được, không được. À, nó đi cái đường này, vậy mình quay cái đường lại cho đúng nơi này đó. Đây, nãy giờ tự nhiên mình nhìn không ra. Rồi, nó qua cái đường này rồi nè. Giờ mình đẩy con này tới đây. Rồi đẩy bên này xám này cho trúng trước rồi. Đẩy này tới, chân xám này lọt qua đây trúng trước. Tới, tới, lùi, lùi. Tự nhiên cái giờ này nè, mình buồn ngủ rồi. Rồi, đây ba con nó đẩy con này tới đây, con này lọt vô đây, con này lọt vô đây là xong. Tới. Tới. Lùi. Lùi. Đó. Rồi. Chúng ta kiểm tra lại các mặt. Trắng xong, đây xong, xong, xong. Bên đây. Xong. Không. Xong. 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 Rồi, chúng ta đã làm xong. Rồi, còn lại 8 cái góc thôi. Chúng ta có thể dùng di chuyển 3 góc hoặc là di chuyển 2 góc để đem nó về. Bây giờ mình đem góc của màu trắng về trước ha. Ở đây có cái màu bị tróc tích cơ này. Mình đem về trước. Vậy mình cho con này chạy tới đường nào. Chạy đường này đi. Cho con này chạy qua đây là đúng đúng không? Rồi, mình dùng di chuyển 3 con. F R F L F R F R. Đó. Về nè. Về nó bị lật cái nó, lát mình lật lại. Mình dùng cái công thức di chuyển 3 con này, mình không dùng chum lên, di chuyển 2 con, tại vì dùng chum lên á lâu lâu dùng thôi, dùng thường xuyên mình nhìn khó nhìn lắm, nó dễ bị sai. Rồi kiếm con trắng nữa về, một góc trắng nè, đây góc trắng này, đây góc trắng này, ở đây mình muốn đè tuốt bên này. À, vậy mình đổi lại luôn. À, phải nhớ nha, dặn đang lên, dặn này lên, rồi cho nó về đây. Cho nó về đây thì giữ góc ở đây. À, cho nó về đây. F R L chứ, F R F R L F R. Rồi hồi nãy mình mượn là mình trả về đây, về đây đúng à, đúng đây, về đây. Rồi xong, chúng ta đã được 2 góc. Đây với đây, bạn lật luôn giờ cũng được, còn không thì chờ lát lật cũng được. Giờ lật luôn nha, lật luôn giờ các bạn xem. Lật gì chứ, lật gì xuống thì được cái màu trắng. Cái này lật qua bên này. F R L B R L F R L B R L. Đó. Lật coi nè. Giờ ta lật tiếp con này nữa cho mà cái màu đen này vô đây. Màu đen nó vô thì lật hướng nào. À, lật hướng này là được cái màu xanh này. À, cái màu này vô tình, góc này vô tình đúng luôn rồi này các bạn. Mình lật luôn. Lật cái này trống trước đây. F R L B
R hay là F hay là L B R L đó, lật vào bằng này đó. Giờ làm cái trên này trước ha, trắng tím hai con này đúng rồi, mà đúng hai con này nữa là xong. Hai con này thì con vàng xanh nó qua đây thì mình đổi, mình warp qua bằng cái châm lên ha, dùng ba cái cũng được, thì bạn lọc cái này bạn dùng ba cái cũng được. Tôi dùng ba cái này, dùng châm lên dễ bị sai. Giờ đi kiểu nào, đi kiểu này, đi kiểu này thì hư chỗ này, hư chỗ này thì mình đổi con này lên, đổi một con rác lên. À, cái này đang đúng hả, cái này đang đúng, vậy thì mình đổi con rác này lên. Đổi nhiều quá thôi, mình châm linh đi cho nó đỡ mất công. Cái nào nó cũng có cái khó khăn của riêng nó ha, cái phương pháp nào nó cũng có cái khó khăn của phương pháp bạn lựa chọn. Châm qua đây, lên xuống, lên đổi qua. Đổi gì có vẻ hợp lý hơn nha. Trên đầu này xong 1 2 3, còn viên này nữa, tím vàng, tím vàng đây. Từ đây mà qua đây vậy thôi, mình đưa lên rồi mình đổi nó qua bằng cái châm linh luôn. Nãy đi đầu nào quên rồi. Xem đúng không? Trả lại. Rồi. Để mình mượn đầu này nha, trả này lại. Rồi vô rồi. Ghi trên đây xong rồi nè, 1 2 3 4 vô rồi. Giờ mình lật con này lại luôn để cho anh thấy nữa cái trên này là xong. Lật xuống gì ha, lật con này lại nè, con này sai kệ nó. F R L B R L F R L B R L. Nếu bạn giải theo cái phương pháp của cái con này thì bạn cũng sẽ được bốn cái con trên này trước, rồi sau đó giải bốn cái dưới này. Đấy. Đây xong rồi này, 1 2 3 4, đó lần ngược lại còn bốn con dưới này, bốn con dưới này bạn dùng cái ba viên đi cho nó khỏe. Đây con này đúng rồi, giờ mình chạy hai lần nó sẽ đúng. Con này qua đây, con này qua đây, con này về đây, chạy lần nữa mới đúng. F R F L F R
Rồi cái nữa. F L F R. Rồi, đã về đúng vị trí rồi. Về đúng vị trí thì bạn có thể dùng cái công thức mà lật lần 3 viên á cũng được. Nhưng mà tính nó mệt lắm á. Tính nó hơi mệt. Thôi mình lật lần 2 viên đi ha. Cho nó tiện khỏi tính. Rồi, lật về xuống được cái hai cái đỏ này. Còn nếu không được á thì bạn lật từng cặp rồi lật lẻ nó cũng về hết à. Rồi, lật cái này đi. F R L B R L F L B R L. À, xong hai viên cuối cùng lật xuống ha, tím nè, tím F R L B R L F R L B R L. Rồi xong. Vậy chúng ta đã giải xong con Racy Comet. Có nhiều phương pháp khác nhau, cách đi nó cũng tương tự nhau, nhưng mà có nhiều cái chiến thuật đi khác nhau tùy. Kỳ trước mình đã từng làm trên này, rồi làm từng cặp này, rồi làm xuống bốn cái cuối cùng theo kiểu con Covicopter. Hôm nay mình làm theo kiểu này. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi.